Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu cuốn sách tài liệu dành cho người lần đầu sử dụng BOC. Mục đích của khóa học là giới thiệu được thiết kế nhằm cung cấp cho người sử dụng lần đầu các BOC một cơ hội được tìm hiểu những khái niệm cơ bản nhất của BOC. Giới thiệu về cấu trúc khóa học gồm hai chương, chương 1 là điều kiện tuần tự, chương 2 là BOC. Tìm hiểu gồm bao gồm lịch sử và vai trò và một bài test cuối khóa 60%. Chương 1 điều kiện tuần tự gồm 3 ý chính là diễn ra liên tiếp, nối tiếp, liên kết xảy ra, nối tiếp. 2 là thứ tự của sự việc, 3 là sự chuyển tiếp của sự việc. Cách hình thức quen thuộc của điều kiện tuần tự. Ví dụ như là các máy rửa xe ô tô tự động, các tạm xăng dầu hoạt động theo thứ tự thiết lập. Step 1 là đưa tiền vào và nhấn nút bắt đầu. Step 2 là chiếc xe được rửa sạch bằng nước. Step 3 bụi đất bị loại bỏ, chất tẩy rửa. Step 4 chiếc xe được lau chùi. Step 5 chiếc xe được xả nước. Step 6 chiếc xe được làm khô. Như vậy có thể thấy được hoạt động điều khiển tuần tự tại các máy rửa xe quen thuộc. Ví dụ về việc rửa xe ô tô. Dừng bình, đóng ổ màu vàng, bấm nút Start để bắt đầu rửa xe. Khi bộ cảm biến xác nhận xe ô tô đã rửa và các bạn bắt đầu xả nước của chiếc xe làm sạch. Sau một bộ hẹn giờ, hết một phút, các quán đã mở ra ngay khi hoạt động rửa xe bằng nước hoàn tất. Các quán đã kiểm soát dung dịch tẩy rửa xe. Xảy ra một bộ giờ tính hết một phút, các quán được mở ra sau khi bộ dung dịch động cơ bắt đầu để quay chổi lau làm sạch cho chiếc xe. Động cơ các chổi lau sau khi tính hết 3 phút sẽ kết thúc. Và ngay khi hoàn thành động cơ làm việc lau chổi, các quán mở xả nước rửa hết các dung dịch tẩy rửa. Sau bộ hẹn giờ tính hết phút, các quán được đóng lại sau khi dung dịch tẩy rửa được làm sạch một chiếc quả xe phun ra làm khô chiếc xe. Chiếc quả đai xe đến giờ là 5 phút. Sau khi chiếc xe được làm khô, động cơ bắt đầu sẽ di chuyển. Máy rửa xe đèn sóng bật sáng lúc kết thúc để báo người hết một chu kỳ xe ô tô đã kết thúc. Như vậy đó là một quy trình điều khiển tuần tự. Lợi thế của điều khiển tuần tự là điều khiển tuần tự được sử dụng rộng rãi trong các nhà máy, như là nhiều thao tác và công việc được tự động hóa bởi điều khiển tuần tự. Các công việc cả đơn giản và nguy hiểm từng được con người thực hiện giờ đây được thực hiện bởi máy móc. Do vậy con người có thể tập trung vào công việc an toàn, máy móc công việc phải chịu tình trạng mệt mỏi. Trong khi có người nghỉ ngơi, các sản phẩm tiếp tục được sản xuất bằng cách thực hiện chính xác một chuỗi các hoạt động được định và ngay cả trong môi trường quá trình các nghiệp thức của người làm việc, như là về quy trình công việc gồm ví dụ phân loại các đóng chai chất lỏng, trạng thái thiết bị lại công cụ, theo dõi thay đổi bộ phận. Điều khiển tuần tự cơ bản gồm điều khiển tuần tự, điều khiển theo điều kiện và điều khiển theo điều kiện và thời gian điều khiển đến. Điều khiển theo tuần tự là ví dụ như gồm 4 bước: bước 1 nhảy lên bước 2 và bước 3, bước 4 và quay về bước 1. Lệnh điều khiển, mục tiêu điều khiển như là động cơ. Động cơ có thể là AC, DC, servo, step, vân vân. Còn đây là điều khiển tuần tự cơ bản, điều khiển tuần tự theo điều kiện. Và sau đây là mô hình điều khiển tuần tự theo điều kiện, gồm có tín hiệu, tạo tải, hoàn thành, đầu vào và bộ điều khiển. Trong bộ điều khiển là phải có mạch điều khiển và tín hiệu điều khiển. Đầu giá là tín hiệu lệnh đầu giá. Trong mạch điều khiển có công tắc giới hạn và tuyên động và dò tìm. Cả về tín hiệu đầu vào thành một vòng tuần hoàn. Điều khiển giới hạn thời
dàn và điều khiển đếm, điều khiển giới hạn thời gian, bộ điều khiển thời gian, lệnh vận hành đo giá, mục tiêu điều khiển. Điều khiển bộ đếm là bộ đếm thời gian, đếm số lần, lệnh vận hành đo giá và mục tiêu điều khiển. Các hệ thống có chức năng sử dụng điều khiển tuần tự như là con người, mắt, tai, trạng thái được phát hiện, con người lão xử lý sự việc, tay chân di chuyển đồ vật, tâm nhìn, máy móc đầu vào, máy móc bộ điều khiển xử lý đầu giá, thiết bị đầu vào tuyên động, mục tiêu điều khiển di chuyển, thiết bị đầu vào phát hiện. Kiến thức cơ bản về tiếp điểm. Tiếp điểm, các tiếp điểm có thể dừng hoặc cho phép dòng điện đi qua bằng cách mở hoặc đóng các bộ phận điện, ví dụ như giờ lẻ, bộ hẹn giờ và các trang thiết bị tiếp điểm khác, các bộ hẹn giờ, các bộ đến làm tổng BOC. Tiếp điểm A thường là một tiếp điểm ở xe đóng khi được cung cấp lệnh. Tại đây lệnh dùng để chỉ các vận hành. Thuật ngữ tiếp điểm A xuất hiện từ chủ đầu của tiếp điểm A best. Tiếp điểm đang làm việc, nó cục được nhắc tới là một tiếp điểm ở thông thường, thỏa ra công tắc nút nhấn. Tiếp điểm vẫn làm ở nút công tắc nút nhấn chưa được ấn và sẽ đóng lại khi được nhấn. Tiếp điểm B, thông thường một tiếp điểm đóng sẽ mở ra khi có lệnh đưa ra. Thuật ngữ tiếp điểm B xuất phát từ chữ đầu ngắn tiếp điểm protect, còn chắc tiếp điểm đang mầm việc, còn được gọi là ít tính, dễ tính gọi là tiếp điểm kín thông thường. Theo thao tác công tắc nút nhấn, kiến thức về giờ lẻ đầu ra tiếp điểm. Tiếp điểm đóng khi cuộn dây nối với dòng điện, dòng điện bật cuộn kéo hút làm cho tiếp điểm thường đóng thay trường hợp dòng điện tắt thành tiếp điểm mở. Còn bên này là dạo khi đang mở thì có bật điện thì đóng và đóng lại. Tóm tắt về giờ lẻ, các giờ lẻ có dòng điện với cuộn cảm thành đầu giá dễ dàng mở hoặc đóng tiếp điểm được đào tái chức năng như là cách ly, khuếch đại tín hiệu, đổi tín hiệu. Vì lý do này, trước khi xuất hiện BOC, điều khiển tuần tự được hoàn thiện bởi các tổ hợp các giờ lẻ, nhiều loại BOC tiện lợi hơn hiện đang sử dụng rộng rãi. Chương 2, tổng quan về BOC. Thông thường được nhắc đến là thiết bị điều khiển logic lập trình BOC. Bộ điều khiển có thể lập trình hoặc BC, BOC, bắt đầu chế dạng một điều khiển nhằm đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật bao gồm con người. Một bắt buộc một nhà sản xuất xe ô tô tại Hoa Kỳ 1969. Điều khiển tuần tự tức khi có BOC được hoàn thiện bởi các giờ lẻ tiếp điểm. Nó có các bất lợi sau đây: tiếp điểm chất lượng kém và bị mài mòn, khó sử dụng cho việc lắp đặt và đi dây số lớn, các giờ lẻ khó sửa, đối dây, vận khí, nội dung điều khiển. Từ nền tảng này BOC đã sớm được sử dụng dòng dần dài, dễ dàng hơn điều khiển. So sánh với giờ lẻ, chức năng sửa đổi điều khiển linh hoạt, độ tin cậy, dây bảo trì, hỗ trợ quy mô, độ phức tạp lớn. Đây là loại BOC, còn bên này là loại giờ lẻ. Hoạt động của giờ lẻ gồm giao diện tín hiệu đầu vào, giao diện đầu vào BOC, ổ nhớ thiết bị, ổ nhớ các tín hiệu, ví dụ như là đầu vào, đầu ra, chương trình tuần tự, máy tính CPU, giao diện đầu ra, thiết bị đầu ra. Thao tác hoạt động của giờ lẻ. Bước 1, cuộn cảm giờ lẻ hở đầu vào. Bước 2, ổ nhớ thiết bị, thông tin bật tắt tiếp điểm giờ lẻ. Bước 3, chương trình đóng BOC. Bước 4, tiếp điểm giờ lẻ đầu giá. Hoạt động của giờ lẻ thực hiện chương trình đầu giá bên ngoài. Ví dụ trong chương trình thông tin tiếp điểm giờ lẻ X
Ông tổng cũng nhớ thiết bị đa mật xung đột quần cảm lớn lẽ độ dài Y10 cũng đa mật vốn tín hiệu số Y10 tương ứng đào thái bật của quần cảm lớn lẽ độ dài Y10 có số hiệu đèn chỉ báo thiết bị đầu ra bên ngoài do vậy cũng bật sáng đèn. Các bản vẽ nguyên lý mạch điện về mặt tự xác sẽ hiểu hơn. Ví dụ, ta cần một hai công tắc X1, X2 bật để đèn Y10 được bật như sau. X1, X2 và Y10 điều khiển hai công tắc X1, X2 bật được gọi là điều khiển AND. Trong trường hợp này, các biểu tượng X1 và X2 xếp thẳng hàng nối tiếp tương đương, đúng với điều kiện là AND. Bước 1, 0, 1, 2, 3, 4, ngôn ngữ. Letter X, vị số X1, AND X2, AUT Y10, AND. Biểu thị bản vẽ nguyên lý mặt điện như là X4, X3, 5 mật được gọi là O. Trong trường hợp này, các biểu tượng X và X4 song song sẽ được gọi điều kiện là O. Biểu tượng bản vẽ nguyên lý mạch điện X1, X2, AND, Y10, X3, X4, O, Y20. Ý nghĩa của tiếp điện về trong chương trình. Tiếp điện về của X10 trong chương trình LED là dấu hiệu cho thấy logic ngược tín hiệu X0 bật tắt từ trần đầu vào. Chương trình BLC bộ Hanser chú thích TXX thay đổi một số về chức năng của bộ Hanser cho BLC thường sử dụng bộ Hanser tùy hoạt. Tại đó tiếp điểm cuộn cảm bật khi cuộn cảm quá bộ Hanser lỗi điện lâu quá lượng thời gian quy định. Ví dụ như là X0 thiết lập thời gian sau một thời gian T10 tiếp điểm bắt đầu on lên sáng được sử dụng để cho phép điều khiển theo khoảng cách thời gian chương trình X0 cuộn cảm hẹn giờ T0 K30. Đây là thời gian T10 là thời gian con K30 được tính bằng mili giây 30 bằng 3. T10 bộ tiếp điểm bộ hẹn giờ áo dài Y20. Đây là bộ đếm X1 là thiết lập số đếm 5 lần, C20 là tiếp điểm. Khi đếm đủ 5 lần thì ao ra C20 mới được mức on. Chương trình X1 bộ đếm quần cảm đếm C20 cả lắm chân đập số đếm C20 ao ra Y30. Tóm tắt về thiết bị bộ nhớ để lưu dữ liệu trong BIOS thiết bị XITC. X là thiết bị này là một kênh nhận tín hiệu công tắc đầu vào bên ngoài của BLC biểu tượng thiết bị là X. Y là thiết bị là một kênh giao tiếp tín hiệu ngoài của BLC biểu tượng thiết bị Y còn được nhắc đến như là một vai to giờ lẻ bên ngoài. Thiết bị này đây là thiết bị này là bộ hẹn giờ làm trong BLC được trang bị chức năng đo thời gian và được trang bị các cuộn cảm tiếp điểm tương ứng với một số hiệu hẹn giờ. C là thiết bị này là sử dụng bộ đếm nằm trong BLC được tạo thái chức năng tính đếm và tạo thái các cuộn cảm và tiếp điểm tương ứng. Mạch từ dự là duy trì trạng thái cuộn cảm giờ lẻ đang bật. À, như thể hiện trong hình dưới đây thì các điều kiện ban đầu X không bằng bật điều kiện được thỏa thì quần cảm giờ lẻ dự sẽ bật. Vì do đó bởi tiếp điểm quần cảm Y10 của hình 2 là bật đầu ra quần cảm vẫn tiếp tục ngay cả khi điều kiện ban đầu X0 đang tắt. Ví dụ như là X0 được bật là các điều kiện ban đầu, các điều kiện hủy bật X10 và áo dài Y10 khi X0 được bật thì tự duy trì điện chạy ở mặt dưới áo dài Y10 cuộn giờ lẻ chốt. Các điều kiện ban đầu tắt bật các điều kiện được hủy khi X0 được on lên là ngắt thì khi đó mạch này Y10 mới được ngắt sử dụng, hoặc là chúng ta có thể sử dụng để set và reset của BIOS khi X0 on set Y10, X1 on reset Y10.
Vì vậy tôi đã bao gồm phần điều khiển tự động BLC kể từ khi Mitsubishi Electric tham gia vào thị trường BLC là 1977. Các sản phẩm BLC của chúng tôi là Mercedes đã sử dụng trong nhiều lĩnh vực, ví dụ như là FA trong nhiều lắm và sử dụng sự tin tưởng của khách hàng trên toàn thế giới. Sau đây chúng tôi mong muốn bạn biết về lý do đang tiếp tục sử dụng những phạm vi rộng lớn như là phản ứng theo thời gian, độ tin cậy, áp một tường kết nối tường hộ, ngôn ngữ phù hợp, tính tương thích và khả năng mở rộng hệ thống tăng cường. Đây là bài kiểm tra cuối khóa gồm có tất cả là 10 câu hỏi và 28 mục. Đây là bài kiểm tra lần 1 là điều khiển đơn tử. Mời các bạn có thể xem qua. Bài 2 là chọn loại điều khiển tương ứng và các đoạn mô tả bên dưới. Quy 1 là điểm em vận hành thiết bị theo một quy trình được thiết lập, điều khiển giới hạn, điều khiển phần tử điều khiển đến tương tự như có quy 2 chọn 184 chức năng, quy 3, quy 4. Câu 3 chọn chức năng của giờ lẻ. Câu 4 là một tiếp điểm thương mở được của công tắc có lẽ đóng khi đưa ra gọi là tiếp điểm. A, B, chọn đáp án A, B. Bài 5. Đây là mấy câu hỏi về lớp hẹn lớp hò. Câu 6 về CPU, BIOS thực thi các lệnh theo tuần tự bắt đầu từ chu kỳ quét hay là không hay là end. Q2 khi đã tính Q2 là quét thì chu kỳ, Q3 là quét chu kỳ, end Q4 tương tự. Câu hỏi số 7 cũng tương tự. Đi vào đáp án. Câu hỏi số 8 cùng tương tự, điền vào đáp án là vùng nhớ. Câu hỏi số 9 là về lý thuyết chọn phần mô tả chính xác tính năng của BIOS. Câu hỏi số 8 là chọn phần mô tả chính xác về tính năng của làm việc của BIOS. Và kết thúc. Các bạn nhớ coi theo dõi và làm bài, mình sẽ gửi tài liệu sau. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.